Uầy, lần đầu tiên được tắm lá ngoài dao, thích nhờ mày nhờ. Tao nghe nói tắm cái này tầm 15 phút thôi là mày sẽ thấy phê, ấy là phê luôn. Mày tự bịa ra đấy à? Tao phải tìm hiểu trước khi tắm mà. À, mà này, tao vẫn cay cái ông ở trên xe ngày hôm qua. Trông rõ đẹp trai mà bất lịch sự thế không biết. Nếu như mà xấu dai thì mày có chào không? Đương nhiên rồi, tao chỉ thích dai đẹp thôi. Nhưng mà đẹp mặt chảy thì cũng cho nách. Đáng lẽ ra mọi người phải lấy tao làm gương. Đã xinh đẹp lại còn đẹp cả nét luôn. Cứ như mày ấy, có mà ế dài dài. Thôi đi, tao đã bảo tao không ế. Chỉ là đang đợi người tử tế để yêu. Mà mày làm gì có gấu, làm sao có tư cách chê tao được. Thôi, thần không trêu công chúa nữa. Xin công chúa bớt giận nhá. Đấy, thế phải ngoan không? Mà càng nghĩ càng bực mình. Lần sau mà gặp tên đấy á thì tao tóc thèm chào rồi. Em chào anh. Sao mày lầy thế? Tao bây giờ sẽ ở yên đây và không nói thêm gì cả. Tao trước. Thế nào này? Ôi, quên không lấy cái áo mắc áo để treo vào váy lên rồi nhầu như quả táo tàu ấy. Sao váy của mày không bị nhầu? Tao đố mày vò nó nhầu rồi đấy. Tại sao? Tại vì nó làm từ chất liệu không thể nhầu. Mặc vào cũng như là không mặc luôn. Thế à? Hẳn là mặc vào nhưng không mặc. Thử cảm giác mặc nhưng không mặc. Sao không? Cầu được ước thấy nhá. Không những gặp lại người ta, còn được người ta cứu cơ. Anh ơi, em xin lỗi nhưng mà anh tên là gì ạ? Thôi đi. Hỏi là tao không nói đâu.